Với hơn 1,4 tỷ dân, Trung Quốc đúng là nơi ngột ngạt và đông dân. Để nuôi sống người dân, Trung Quốc phải đảm bảo kinh tế của đất nước. Một trong những nguồn lợi lớn của Trung Quốc chính là những hoạt động chăn nuôi. Từ đây có rất nhiều loài vật rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi thảm. Có những con vật bị nhốt cả đời trong một cái lồng bé xíu. Có những con vật bị vỗ cho béo tròn để lấy thịt. Có những con vật chưa bao giờ nhìn thấy được ánh mặt trời. Để biết rõ hơn sự bi thảm này, xin mời các bạn xem hết video sau đây nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Những con chồn tội nghiệp. Ngày nay, không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng yêu thích những bộ quần áo làm từ lông chồn. Người ta săn bắt, nuôi nhốt chồn để lấy lông và da. Bằng việc sử dụng các giống chọn lọc, họ đã sản xuất được lông chồn màu đen, màu nâu, kem và xám. Lông chồn Trung Quốc hiện đang chiếm 40% thị trường. Năm 2014, nước này đã sản xuất 35 triệu tấm da chồn. Đó là một con số khủng khiếp. Theo một báo cáo năm 2010, các trang trại sản xuất lông thú ở Trung Quốc thường thuộc sở hữu của các hộ gia đình. Những con vật bị nuôi nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp, mỗi lồng nhồi nhét đến cả trăm cá thể, đầy phân và nước tiểu, rất mất vệ sinh. Chúng bị phơi nắng phơi mưa, ngày này qua ngày khác. Những con thú mới sinh trong những điều kiện tồi tệ có khả năng tử vong rất cao. Thậm chí, ở một số nơi, người ta tiến hành lột da ngay khi con vật chưa bị giết hoặc gây nề, không khác gì một cuộc tra tấn tàn nhẫn. Theo luật pháp Trung Quốc, động vật trong trang trại sản xuất lông thú được xem là động vật kinh tế, là công cụ để tạo ra thu nhập và phục vụ cho con người. Năng suất là thứ được ưu tiên hàng đầu, trong khi phúc lợi và động vật chưa bao giờ được quan tâm đúng mực. Cảm xúc của bạn khi xem những đoạn clip này như thế nào? Riêng tôi thì không kìm được nước mắt. Những bữa ăn từ chó. Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia và Indonesia là những nơi coi chó là thức ăn, và mỗi năm có rất nhiều con chó, mèo bị giết để lấy thịt, mặc dù chỉ có một số ít người dân địa phương tiêu thụ thịt. Món thịt chó rất phổ biến ở Trung Quốc với số lượng 20 triệu con mỗi năm, đưa nước này thành nước tiêu thụ thịt chó nhiều nhất thế giới. Không những thế, ở Trung Quốc còn có cả mùa lễ hội thịt chó. Trong mùa lễ hội này, hàng nghìn con chó bị giết lấy thịt và được chế biến thành những món ăn nóng hổi dâng tận miệng quan khách. Tuy các hiệp hội bảo vệ động vật quốc tế không ủng hộ và lên án lễ hội này, nhưng nó vẫn mặc nhiên được tổ chức và chính phủ Trung Quốc không có ý kiến về vấn đề này. Bằng chứng là lễ hội thịt chó vẫn được người dân tự tổ chức ở Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 21 tháng 6 năm nay. Lễ hội này đã khiến hơn 1.000 con chó lên dĩa để phục vụ thực khách. Một con số khổng lồ. Bạn có ủng hộ việc con người dùng chó làm thức ăn hay không? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Còn riêng mình thì mình không ủng hộ việc này, vì các bé cuốn hoặc dễ thương và đáng yêu lại rất trung thành mà, phải không các bạn? Những con dơi trên bàn tiệc. Dơi là loài động vật không được máy sạch sẽ. Tưởng đâu người Trung Quốc sẽ bỏ qua loài vật này. Nhưng không các bạn ạ. Người Trung Quốc coi dơi như là một món đặc sản và họ ăn dơi một cách rất đặc biệt. Còn đầy đủ tất cả các bộ phận, nguyên lông, nguyên móng. Món súp dơi này có lẽ là nỗi sợ của nhiều quốc gia, nhưng với người Trung Quốc thì đây là món hảo hạng. Con dơi được đặt trực tiếp vào nồi nước đun sôi khi còn sống. Trước đó người nấu chỉ rửa sạch bên ngoài nhưng không hề lột da và bỏ nội tạng. Các loại gia vị như gừng, tỏi, hành, nước cốt dừa, nước tương được cho vào nấu chung. Sau khi chín, người nấu có thể loại bỏ da, tách thịt khỏi xương để phục vụ thực khách hoặc để nguyên. Chính vì món ăn kinh dị này mà đợt dịch Covid vừa qua, người ta đồn đoán nguyên nhân phát tán xuất phát từ những con dơi và món súp dơi này. Dù lời đồn đoán như thế nào thì hàng năm vẫn có khoảng 10 triệu con dơi bị giết để làm súp. Một con số quá khủng khiếp. Mà ngay đầu dịch Covid vừa tạm lắng thì món này đang được ưa chuộng lại rồi đấy các bạn. Thật không biết nói gì luôn. Các loại gia súc, gia cầm. Với mức độ dân số khủng khiếp như vậy
thì đương nhiên Trung Quốc cũng là nơi tiêu thụ số lượng gia súc gia cầm lớn nhất thế giới. Mỗi ngày có hàng ngàn con trâu, con bò, con lợn, con gà bị giết để lấy thịt. Bên cạnh việc sử dụng trong nước, Trung Quốc còn đẩy mạnh chăn nuôi để xuất khẩu gia súc, gia cầm sang các nước khác. Ước tính trong năm nay, Trung Quốc đã chăn nuôi được 6,07 tỷ con gà, cho ra 466 tỷ quả trứng và hàng trăm triệu con bò, trâu, lợn. Số phận những con vật này ra sao thì các bạn đã hiểu rồi đấy. Nếu các bạn chưa biết thì để mình cho các bạn xem một món súp đầu cừu nguyên vẹn không kém phần đáng sợ này nhé. Như vậy là quá đủ rồi, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi với những thứ đó. Vì thế tôi muốn kết thúc video bằng một màu sắc tươi sáng hơn. Bên cạnh những con vật có số phận đáng thương, ở Trung Quốc vẫn còn một số loài vật may mắn hơn nhiều. Tốt đẹp nhất có lẽ là những con gấu trúc đáng yêu này đây. Đừng ngạc nhiên khi gấu trúc được yêu thương và được bảo vệ tại đất nước này nhé. Lý do lớn nhất để đất nước tỷ dân này làm được việc đó có lẽ vì gấu trúc chỉ có ở Trung Quốc. Thật vậy, gấu trúc được coi là một báu vật quốc gia của Trung Quốc. Đất nước ngày càng ra sức bảo vệ loài vật đáng yêu này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Bên cạnh gấu trúc, một số loài động vật hoang dã như báo, sư tử cũng đang được chính phủ Trung Quốc bảo vệ khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, việc săn bắt trái phép vẫn đang âm thầm diễn ra từng ngày. Vì vậy, số phận những con vật này cũng chẳng khá hơn là bao. Nói tới nói lui, tôi vẫn thấy Trung Quốc là nơi có rất nhiều loài vật rất đáng thương. Tuy biết rằng những loài vật đó được chăn nuôi để sử dụng phục vụ mục đích và cuộc sống của con người, nhưng sao mà tội nghiệp quá đi. Các bạn suy nghĩ như thế nào về đất nước Trung Quốc? Hãy cho chúng mình biết với nha. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video thú vị khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.